Đấy các bạn nhá, đây các bạn nhìn thấy to chưa, xem ngón tay chú Vinh đây này, to, to hơn cả ngón tay chú Vinh các bạn đây này, to giòn dai. Con này đông dừa nó phải gấp 3 gấp 4 con đông dừa đấy nhở. Mục hết rồi này, cái này chắc không có đâu. Đây lố nó đi này này. Ấy ui. Có à? Ui. Có lố của nó à? Có, có. Con này có luôn. Ô, có kích của nó. Cây này ơi, từ từ cho anh ơi. À. Đây này. Nó có nhiều không học cần bên cần hút không? Ba con. Tôi bảo rồi cây này bảo, tôi bảo rồi có thơm. Ba con to. Không thôi, căn bản cây này à, cây này nó ăn nhiều rồi. Con này mông bự ác nha. Con này mông trắng hơn mông em cũ của mình ở nhà cho anh ạ. Nó nà hơn đúng không? Nó nà hơn. Mềm hơn. Mềm lắm. Đấy. Chắc là quá ngọt nước đấy. To là sướng đúng không? Tay này. Thấy suối đấy. Ấy, chế biến ăn thôi. Ấy, đặc sản này. Úi giời ơi, này sướng thế. Ngồi đây rồi là sướng. Con của cháu ăn vừa rồi nó cũng có pịa nhiều lắm. Chú thơm thông cảm nhá, chú lớp trước nhá. Cái này pịa nó chẳng có cái gì đâu mà cho anh. Có chỉ là pịa nó này. Một gốc cây một quả cây thông thôi mà. Đúng rồi. Mình ăn cái thông nó không sao đâu. Mình ăn nhựa thông lớp pịa trước. Ôi giời ơi. Ôi, bịa nó đây. Sướng. Nhăng 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 nhăng. Cho cháu con mỏng thế. Mỏng cái gì? To nhất là to nhất là rồi. Thank you nhá. Vâng. Có gì hầu tạ sau nhá. Rồi, kia là chắc là cụ bản của nó rồi đấy. Cháu lướt như kiểu lướt ván đấy cho anh ạ. Ừ. Kiểu anh làm có đồ cho chơi đẹp cũng như em luôn đấy. Nhiều con to nhất còn gì nữa. Nhất đúng rồi. Đúng rồi. Có gì anh em thông cảm nhá. Mà làm anh cháu à, đấy. Cháu đớp này miếng này hơi to đấy. Ừ. Đút vào được hết đi. Em mồ đỏ à? Đỏ luôn. Cho anh mấy đỏ liền mà thơm là một đỏ nhỉ. Ôi, thế nó mới đủ cái móm của mình mà. Thế thì cháu ăn như kiểu đấy cháu không biết vị của nó đâu. Có. Cũng con này không ăn mệt. Ngậy lắm. Chưa không? Rất là nhiều protein con này. Nhìn cái hàm răng của cháu ấy sao cả chảy cả muối thế. Cay quá luôn. Rồi, mình có làm như được em thơm không nhỉ? Chắc mình cũng làm một đỏ như em thơm thôi nhỉ. Rồi. Đấy. Thế nào cả đấy nào? Giống ăn lòng nhồi ngựa quá. Chú, bác Khánh chịu khó mở mắt ra đi. Nướng quá mà. Mở nhiều pịa thì nó mới được. Ba con đi. Con kia có pia. Đúng rồi. Hai con thôi, ba con để ăn hết phần người ta. Đây. Con này lắm pia mà, chú ăn pia đi. Ăn hết phần người ta còn gì nữa. Mình lớp con, ông ấy lớp hẳn ba con nữa. Nó căng thế à? Mỏ chú bé mà. Lớp gì lớp căng thế. Thôi anh em thông cảm nhá. Thôi lớp đi. Thôi mời anh em nhá, mời tất cả mọi người nhá. Không biết làm sao. Số rồi. Không số muốn thông cảm, không muốn thông cảm cho lắm, ăn ba con bác thông cảm thôi. Chắc là trùng thủng lắm đấy nhỉ. Chú Vinh này. Con này nó một đen xì cơ mà. Chắc như thế nào? Thế nào đấy? Có thông thủng không? Con này chắc không ngậy mấy đâu đúng không? Không ngậy bằng mấy. Có nhớ đến mùa luôn không? Pịa nhiều hơn. Chính xác là con này có mùi pịa của nó là giống nhựa thông. Đúng rồi. Mình thích con này thôi. Ôi. Con này thích thật nè. Mình có ép cơm ăn thì xem nào. Ngon lắm bác. Mình thì có kém ai đâu đi. Cháu ít ghi chịu thiệt ai bao giờ lắm anh ạ. Không kiểu như riêng mà cháu ấy lúc nào cũng hơn người ta mà. Đúng rồi, không ăn hai con còn xin nữa cơ mà. Còn xin nữa đúng không? Anh em sự thế này thế nọ thôi à. Chưa anh Khánh một con đi nhỉ anh em. Thôi được mà. Không, chú nó nói thế thôi ăn đi. Cháu muốn chú nói câu đấy đấy. Sướng nhỉ. Sướng.